hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, được bảo tính chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Nhìn những bức xúc của anh bạn cổ động viên vừa rồi mới thấy rằng làm cổ động viên của Arsenal chẳng dễ chút nào phải không quý. Nhưng đừng nhìn biểu cảm và sự bức xúc ấy mà vội tin, vì mục đích chính của đoạn video này cũng là để trở nên viral mà thôi, tức là được lan truyền nhanh trên mạng xã hội thôi. Một lúc nữa thì chúng tôi sẽ trở lại câu chuyện này để giải thích vì sao. Còn bây giờ xin kính chào quý vị khán giả. Giờ vàng thể thao tuần này sẽ trở lại với chủ đề ưa thích của mình, đó là V-League. Dịch bệnh bùng phát trở lại, giải đấu bị hủy bỏ, đó là điều không ai mong muốn, nhưng cũng không phải điều gì quá to tát trong thời điểm cả đất nước còn cả một đại dịch cần phải đẩy lùi. Bóng không lăn, truyền thông cũng chẳng có gì để viết. Thế nên trong tuần vừa rồi, cuộc tranh cãi trong nội bộ của công ty VPF được đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng trên mặt báo cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù rằng chuyện cổ đông bất đồng trong một công ty cổ phần là chuyện hết sức bình thường. Ông Vũ Tiến Thành, chủ tịch câu lạc bộ Phố Hiến đã bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng những lãnh đạo hiện nay của VPF không hề quan tâm, hỏi thăm các câu lạc bộ trong thời điểm khó khăn, đồng thời cách điều hành thường mang tính áp đặt, thiếu tôn trọng các đội bóng. Đồng quan điểm, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng ông Văn Trần Hoàn cho rằng cách điều hành giải đấu của VPF là quá máy móc, thiếu minh bạch, xa rời đời sống thực tế trong đại dịch và quá coi thường các câu lạc bộ. Ông Hoàn còn kết luận rằng các lãnh đạo VPF có tự trọng thì nên từ chức, và nếu cần thì các đội bóng có thể cùng nhau lập ra một công ty khác để tổ chức cuộc chơi. Thật đáng ngạc nhiên khi ông Văn Trần Hoàn mới thực sự điều hành một đội bóng chuyên nghiệp được có 2 vòng đấu thôi mà đã nhiều bức xúc đến như vậy rồi. Mà thật ra thì hội đồng quản trị hiện tại của công ty VPF cũng đâu phải do những người mới ngồi vào vị trí của mình như là ông Văn Trần Hoàn hay là ông Vũ Tiến Thành bầu ra đâu. Nên bức xúc cũng không có gì khó hiểu cả. Hội đồng quản trị hiện tại là lựa chọn của đa số các cổ đông khác. Có những người đã thấy V-League hoàn thành được mùa giải 2020 giữa dịch bệnh rất thành công, đồng thời đã có nửa đầu mùa giải 2021 hấp dẫn một cách hiếm có như thế nào. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã trình bày một số quan điểm của đội bóng, mà đầu tiên là ghi nhận những nỗ lực của công ty VPF trong việc tổ chức mùa giải 2021. Hoàng Anh Gia Lai cho rằng hủy giải là hợp lý và ủng hộ ý kiến không có đội bóng xuống hạng. Một cổ đông khác của công ty là ông Lê Văn Thành, phó chủ tịch VFF, thì phát biểu trên góc độ của người theo dõi và tài trợ bóng đá Việt Nam trong nhiều năm. Ông cho rằng những năm qua, các đội tuyển có sự thăng tiến ở đấu trường quốc tế là nhờ câu lạc bộ đã cung cấp cầu thủ giỏi cho đội tuyển, nhưng cũng là nhờ chất lượng của giải vô địch quốc gia được cải thiện, và cũng phải ghi nhận công lao của những người tổ chức đã nâng cao chất lượng, hình ảnh của giải đấu. Không nên vì một chút thiếu mềm mại trong cư xử mà đòi thay người khác ngay. Suy cho cùng thì việc một công ty cổ phần có 22 cổ đông, 5 cổ đông nắm khoảng 15% cổ phần bày tỏ sự bức xúc với hội đồng quản trị. Vậy thì điều đó, tất cả nó liên quan gì đến khán giả hâm mộ cơ chứ? Nhưng điều mà chúng tôi muốn nói sau đây thì có đây. Bóng đá Việt Nam đang có được thành tựu hôm nay là bởi sự hội nhập, cọ sát ngày càng sâu rộng ở tầm châu lục cả về chuyên môn và tổ chức. Môi trường đó, nó không có chỗ cho những ý tưởng ngây ngô về bóng đá, những lý luận kiểu hơi cùn vốn còn không ít ở bóng đá Việt Nam. Ví dụ, ở V-League vẫn thường có chuyện cổ động viên đội A đến sân đội B đốt pháo sáng thì phạt bất cố xảy ra trên sân của mình. Thế rồi ra đến đấu trường quốc tế, cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đốt pháo trong trận bán kết bóng đá nam ASEAN tại sân Pakansari ở Indonesia. Sau đó Liên đoàn bóng đá châu Á AFC ra văn bản phạt Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF 300 triệu đồng, không giải thích nhiều. Mà VFF thì cũng không thể bảo là làm sao tôi quản lý được cổ động viên trên sân khách đây, hay là tôi làm gì có hội cổ động viên chính thức nào. Khi ra đến sân chơi quốc tế thì chỉ có luật chơi là quan trọng nhất. Mọi sự quan tâm lẫn nhau có thể hơi cứng nhắc một chút, không phải những tin nhắn kiểu như anh có ổn không, dạo này thế nào, mà tất cả đều dựa trên luật và văn bản. 2 năm trước, một đại diện của V-League đã bị truất quyền tham dự Champions League châu Á vì không tham gia đủ số giải trẻ trong nước theo quy chế chuyên nghiệp của AFC, mà đấy là một đội bóng tưởng như rất chuyên nghiệp và rất thạo luật rồi đấy. Liên đoàn châu Á thì không bao giờ cảnh báo khi sự việc đang xảy ra cả. Họ đơn giản là ra phán quyết khi mọi chuyện đã rồi. Và sau đó thì mọi phương án cứu vãn kiểu như tổ chức một giải giao hữu cấp tốc để thay thế bỗng trở nên rất ngây ngô thôi. Nói vậy để thấy chuyện làm bóng đá không phải ai muốn làm cũng được đâu. Mùa giải dù sao thì cũng đã dừng lại rồi. Giờ những người làm bóng đá cần đoàn kết lại, thẳng thắn nhìn nhận những gì mình chưa làm được và tôn trọng những đóng góp vì sự phát triển chung. Đó là việc mà những người làm bóng đá sẽ phải giải quyết. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về những gì mà khán giả thực sự quan tâm. V-League bị hủy rồi thì đội nào sẽ vô địch? Mỗi người chúng ta đều có quan điểm riêng và có đủ lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Ví dụ những người muốn trao chức vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai thì có thể nói rằng họ xứng đáng quá đi chứ còn gì nữa. Mọi chỉ số của họ đều là nhất của mùa giải đấy thôi. Và những người không muốn Sông Lam Nghệ An phải xuống hạng
thì cũng hoàn toàn có đủ lý lẽ để chứng minh rằng Sông Lam Nghệ An họ có xứng đáng phải xuống hạng không khi mà còn đến 8 trận đấu nữa để quyết định số phận của mình. Thế nhưng mọi lý lẽ đều là vô nghĩa. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mới là tổ chức cuối cùng công nhận kết quả của mùa giải. Mà AFC thì chúng tôi lại phải nhắc lại rằng luật và văn bản mới là quan trọng nhất. Cũng trong cuộc họp tuần qua, Phó Chủ tịch Thường trực VFF ông Trần Quốc Tuấn phát biểu: "Chúng ta đã đăng ký là một thành viên và chịu sự quản lý của Liên đoàn bóng đá châu Á. Vì thế nên sau khi ban chấp hành VFF có kết luận cuối cùng, sẽ phải báo cáo AFC, trình những phương án đề xuất những kết quả chuyên môn như có đội vô địch hay đội xuống hạng hay không. Đội nào dự các giải đấu AFC còn phải xem xét các đội bóng có đạt đủ tiêu chuẩn theo quy chế cấp phép chuyên nghiệp của AFC hay không. Tóm lại, VFF, VPF hay các đội bóng cũng không ai có thể chủ động được những điều đó." Máy lọc nước A.O. Smith công nghệ RO Sidestream bản quyền Mỹ mang đến nguồn nước tinh khiết nhất.